trình Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị khán giả hãy cùng đến dạo chơi trên một tuyến đường được mang tên một nhà toán học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, đường Lương Thế Vinh. Và có những điều gì đặc biệt trên con đường này, mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi khám phá ngay bây giờ. Lương Thế Vinh sinh năm 1440, mất năm 1510, tên chữ là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên, quê ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại Viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập năm 1495. Lương Thế Vinh nổi tiếng với tài năng toán học của mình. Có lần, ông đến một khúc sông, thấy mấy người đang bàn tính, tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Lương Thế Vinh bèn góp ý, không cần sang sông làm gì, các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp. Quả là chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ông đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước. Thì ra từ thời đó, Lương Thế Vinh đã biết đến kiến thức về tam giác đồng dạng. Ông từng nói, thần cơ diệu toán vạn niên sư, nghĩa là ai tính toán giỏi là người thầy muôn đời. Với suy nghĩ đó, ông đã dành nhiều tâm huyết để biên soạn sách Đại Thành Toán Pháp, tổng kết những kiến thức toán của thời đó và cả những phát minh của ông. Quyển Đại Thành Toán Pháp của ông được đưa vào chương trình thi cử suốt 450 năm trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Ông cũng được xem là người chế ra bản tính gậy cho người Việt, lúc đầu làm bằng đất, rồi bằng trúc, bằng gỗ, sơn màu khác nhau, đẹp và dễ tính, dễ nhớ. Các chuyện truyền miệng dân gian còn cho biết tài năng của ông được thể hiện từ khi nhỏ tuổi. Ông được nhân dân gọi tên là Trạng Lường sau khi đỗ trạng nguyên năm 1463, cũng vì lý do là ngay từ nhỏ ông đã tỏ ra rất giỏi trong việc đo lường. Là tuyến đường mới mở rộng và cải tạo ở phía nam Hà Nội, đường Lê Thế Vinh dài 1,5 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Trãi đi về phía đông bắc, qua khu ký túc xá Mễ Trì, Đại học Quốc gia Hà Nội, đến ngã ba dẫn vào đài phát thanh Mễ Trì. Đây là đất làng Phùng Khoang thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Phùng Khoang vốn xưa thuộc về kẻ Mọc, đến năm 1723 mới tách thành làng riêng. Trước đây, dân làng vốn có nghề đúc khóa đồng rồi đem lên bán buôn cho các cửa hàng ở phố Hàng Khóa. Nay là một khúc ở đoạn đầu phố Thuốc Bắc. Tên đường Lương Thế Vinh được đặt năm 1986. Nằm gần những trường học và cơ sở đào tạo lớn của thủ đô. Có lẽ bởi vậy mà tuyến đường Lương Thế Vinh luôn sầm uất và náo nhiệt. Tuy nhiên, cũng vì nhiều hàng quán, lòng đường lại hẹp, nên đường phố hầu như không còn lối đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Là tuyến đường kết nối mạch giao thông lớn của Hà Nội, đường Lương Thế Vinh thường xuyên có lượng lớn phương tiện giao thông đi qua. Phần lớn là những xe chở chất thải, vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng trên phố. Bởi vậy, không tránh khỏi tình trạng khói bụi và lầy lội. Một số công trình xây dựng còn đang dang dở và ngổn ngang cũng gây không ít khó khăn cho người dân xung quanh tuyến phố, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Hy vọng rằng khi những công trình xây dựng được hoàn tất, tuyến đường Lương Thế Vinh sẽ sớm có một diện mạo đẹp đẽ, khang trang và hiện đại. Khán giả, và một địa điểm dừng chân rất đặc biệt trên con đường Lương Thế Vinh, chúng tôi muốn mời quý vị khán giả cùng ghé thăm, đó chính là khu ký túc xá Mễ Trì. Đây cũng chính là trụ sở hoạt động của rất nhiều những cơ sở giáo dục, đào tạo và cả bệnh viện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
tuyến đường Lương Thế Vinh và cũng thuộc khu ký túc xá Mễ Trì có một ngôi trường rất đặc biệt. Đây chính là nơi đã đào tạo nên nhiều tài năng cho ngành toán học của Việt Nam. Gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chính là điểm sáng và là niềm tự hào cho ngành giáo dục của Việt Nam. Năm 1965, thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho, một lớp toán đặc biệt cho học sinh trung học phổ thông đã ra đời ở khoa toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhằm phát hiện và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu toán học để tạo nguồn đầu vào cho các trường đại học ở trong và ngoài nước, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng đất nước sau này. Đó là lớp toán A0, không chỉ là lớp chuyên đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mà còn là lớp năng khiếu đầu tiên trong cả nước. Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, học tại khu sơ tán tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhưng những học sinh khối chuyên thời kỳ đầu từ năm 1965 đến năm 1970 được theo học những giáo sư nổi tiếng như các thầy Hoàng Tụy, Phan Đức Chính, Hoàng Hữu Đường, Nguyễn Thừa Hợp, Nguyễn Bắc Văn, Phạm Tấn Dương, v.v. Năm 1974, học sinh khối chuyên toán có mặt trong đoàn học sinh Việt Nam đầu tiên tham dự Olympic toán quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Dù lần đầu được cọ sát, học hỏi tại một môi trường quốc tế, nhưng học sinh Hoàng Lê Minh của khối chuyên toán đã xuất sắc giành huy chương vàng đầu tiên, mở ra một giai đoạn mới với những thành tích rực rỡ trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế của khối chuyên sau này. Nhiều năm qua, các thế hệ học sinh của trường vẫn là thành viên nòng cốt của các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi quốc tế. Đặc biệt, nhiều học sinh của trường đã 2 năm liên tục vinh dự nhận được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán quốc tế như Ngô Bảo Châu, Đào Hải Long, Ngô Đức Tuấn, Phạm Tuấn Huy, Lê Hùng Việt Bảo. Năm 2014 còn vinh danh Đỗ Bích Huệ, nữ sinh giành huy chương vàng vật lý quốc tế và có điểm số cao nhất tại kỳ thi. Từ thành công của khối chuyên toán, các khối chuyên khác lần lượt được thành lập tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội sau này. Đó là khối chuyên lý năm 1985, khối chuyên hóa học, tin học và sinh học từ năm 1992 đến năm 1998, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi các môn học này. Ngày 16 tháng 6 năm 2010, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập nhằm tạo điều kiện để phát triển các khối chuyên quy mô và hiệu quả hơn. Như vậy, trải qua 48 năm phát triển, từ lớp học đầu tiên với 38 học sinh, thì đến nay trường đã có 5 khối chuyên đã và đang đào tạo hơn 1.300 học sinh năng khiếu, tuyển sinh khoảng 450 chỉ tiêu một năm. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang ghé thăm lớp 11A1 chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trong một lớp học mà sĩ số chỉ có 39 học sinh thì nhưng mà có tới 4 bạn được giải quốc gia và một bạn thì được giải quốc tế. Thực sự là với một cái thành tích như vậy thì bất kể một cái bạn học sinh nào khi mà trở thành thành viên của lớp học thì đều cảm thấy rất là tự hào. Tuy nhiên là khác với những môi trường khác, cái thời gian này đang là thời gian nghỉ hè nhưng mà các bạn tại đây thì đã phải học từ rất là lâu rồi. Vậy thì chị không biết là khi mà bạn bè mình đang nghỉ hè còn mình đi học như này thì em có cảm thấy là hơi thiệt thòi một chút không? Dạ không ạ, thì lớp chúng em thì ai cũng đều muốn được đi học để gặp gỡ bạn bè và được vui chơi, đi học thì rất là vui ạ. Bí quyết học tập của mình là gì để có được cái thành tích như vậy? Giờ em rất là thích học môn toán. Ngoài niềm đam mê ra thì mình cần thật là siêng năng cần cù, sự thông minh thì em nghĩ là không cần nhiều. Siêng năng cần cù thì sẽ tạo nên thành công và mình cần biết một phương pháp học thật là đúng đắn và học tập thật là sôi nổi hăng hái. Cảm ơn em. Và trong lớp học của chúng ta thì mặc dù là lớp chuyên toán đúng không? Nhưng mà có cả những cái giải khác nữa, như em là chị được biết là em được giải về tin học đúng không? Tại sao em lại đạt một cái môn học về tin học vậy? Dạ, cái này thì nó cũng là do là duyên số thôi ạ. Thực ra lúc đầu thì em thi vào chuyên toán thì em cũng rất muốn là được học toán. Thế nhưng mà do là thầy giáo dạy môn tin học của em thì thấy rằng là kia em cũng có khả năng về tin, nhất là em cũng đã có học tin từ những năm trước. Vì vậy là thầy giáo đã khuyên em là nên học tin vì là em có khả năng là sẽ tiến xa trong cái môn học này.
Và sau đó thì em bắt đầu học thì em cảm thấy là môn tin học nó cũng rất là hay và nó có những cái đặc điểm thì các môn khác nó không có. Điển hình như là việc là chúng ta sẽ được ngồi bên cạnh máy tính trong suốt thời gian học. Ở trường lớp thì riêng cái việc mà chúng ta phải đáp ứng cái yêu cầu học ở trên lớp đã là rất là nặng rồi đúng không? Ngoài ra thì chúng mình lại còn phải tập trung thời gian để tham gia những cái kỳ thi nữa. Thì theo em như vậy cái áp lực nó quá là nặng hay không? Dạ, theo em thì thực ra là việc học ở trường chuyên khoa học tự nhiên thì là việc không thể tránh khỏi đấy. Thì để giảm bớt việc những cái áp lực học tập cả trên lớp và ở ngoài giờ thì bọn em là không chỉ dựa vào thầy cô mà dựa vào bạn bè rất nhiều. Thì tức là bọn em có thể là học hỏi của nhau ngoài giờ. Và cái việc này giúp chúng bọn em giảm được cái thời gian mà phải tự ngồi mày mò nghiên cứu và điều này sẽ giúp giảm rất nhiều cái áp lực cho từng cá nhân một. Và chị thấy là để có được thành tích thì ngoài việc là siêng năng cần cù ra thì cái quan trọng đấy là cái phương pháp học tập. Và mỗi bạn thì đều có một cái phương pháp riêng đúng không? Em có thể chia sẻ cho chị phương pháp học tập của em là gì được không? Em phải lập hẳn một bảng thời khóa biểu, chia ra là ngày nào thì bao nhiêu thời mỗi ngày bao nhiêu thời gian em dành cho việc học đội tuyển, bao nhiêu thời gian em học cho các môn trên lớp. Và ngoài ra thì em còn phải mua thêm sách tham khảo và em cũng phải nhờ các bạn trên lớp giúp hỗ trợ em rất nhiều. Em có thể chia sẻ cho chị được biết là trong cái môi trường học như thế này thì nó đã giúp đỡ em như thế nào trong việc học tập cũng như là tham dự những cái kỳ thi? Thực ra thì ở trong một môi trường như này thì nó cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì em được ở đây học các thầy giỏi, học bên cạnh tất cả các bạn đều rất là xuất sắc, chăm chỉ. Vì thế nó cũng tạo một cái không khí học tập hơn ở trong lớp học. Ví dụ như là họ sẽ khiến cho tất cả các thành viên trong lớp sẽ có thể quan sát nhau, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập để đạt thành tích tốt hơn. Chị cảm ơn các em rất là nhiều và hy vọng rằng là năm học này các em sẽ đạt được những cái thành tích cao hơn nữa. Cảm ơn các em. Nếu chỉ nhìn qua lớp học này thì cũng chẳng thấy có sự khác biệt so với những lớp học thông thường. Thế nhưng, điều gì đã làm nên thành công của một trong những cơ sở đào tạo tài năng hàng đầu đất nước? Ngoài đầu vào được tuyển chọn chặt chẽ qua các kỳ thi tuyển, tức là yếu tố trò giỏi, thì thầy giỏi và phương pháp học tiên tiến, kích thích tư duy và kỹ năng đã làm nên chất lượng của các khóa đào tạo. Và tại ngôi trường chuyên khoa học tự nhiên, người ta sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp như thế này. Không một khoảng cách thầy, trò, không một sự câu nệ, thầy hiệu trưởng hay các em học sinh. Thế đây là cái chỗ học của giáo sư Ngô Bảo Châu ở cái khu nhà này. Rất nhiều các cái giáo sư tiến sĩ mà đã thành đạt hiện nay đang dạy ở nước ngoài. Dạ vâng. Cho nên là nó thành một kỷ niệm, nó thành một cái mà nó gọi là minh chứng cho cái hiệu quả và cái sự thành công của trường. Cho nên chúng tôi anh em ở trường cứ thích mãi gắn bó với ngôi trường mặc dù nó đã có từ rất lâu rồi. Dạ vâng. Thưa thầy, hôm nay đến thăm nhà trường thì em thấy là mặc dù là các bạn học sinh học với cái áp lực rất là nặng nhưng mà các bạn học với một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Vậy thì tại sao mà nhà trường lại có thể tạo ra một cái môi trường học thân thiện như vậy ạ? Thực ra trường mình hiện nay đã tiến đến cái mục tiêu thứ ba của giáo dục mà trường mình đặt ra là xây dựng trường học hạnh phúc. Chúng tôi mới nghĩ đến là làm nào cho trẻ con nó đến trường mà hạnh phúc mà một cách thực chất. Thế thì cách làm ở trường có rất nhiều hình thức học tập mới mà rất hiện đại để cho các em có thể là hạnh phúc được. Chẳng hạn ví dụ như trường mình là tổ chức các lớp học, các cái hệ thống học trên internet, tức là do trường làm hết tất cả các chương trình, các cái bài giảng được cho lên mạng, học sinh tự học. Chẳng hạn hiện nay bọn mình đang làm cái bài giảng lớp 10 cho các em mới vào trường là cỡ khoảng 306 tiết. Tức là làm việc rất là kỳ công đấy. Dạ. Thì nếu như mà làm xong một cái thì sẽ phát cho tất cả các em trong trường mỗi em một thẻ. Và các em nào tự học và các em chỉ cần qua kỳ thi chỉ cần đạt thôi thì các em sẽ có những cái điểm 10 đánh giá cái công tự học của mình. Thì học sinh rất thích tại vì kể cả văn cũng thể được 10 hệ số 2 chứ tại sao lại cứ phải nghĩ như cũ. Thì trường mình phát động một cái phong trào giáo dục hành vi là thế này. Trong năm học tới thì nhà trường sẽ, tất cả các thầy giáo sẽ không được sử dụng các câu hỏi negative, các cái câu khẳng định, các câu mà bắt trẻ con là không được làm thế này, không được làm thế kia. Chẳng hạn ví dụ
đi cùng mặt đường là không được làm mất trật tự, chỉ gây là hãy đi nhẹ nhàng. Vâng. Trường mình cũng sẽ làm ra một số các căng tin mà trên đó thì học sinh được không thể mua được bằng tiền được, chỉ mua được bằng các cái mặt cười mà do các em học giỏi mới được tặng. Thì những cái bọn mình sẽ làm trong năm học tới, mục đích cao nhất của sư phạm là phẩm cách con người, vụ xã hội, năng lực chỉ để làm cho phẩm cách tốt thôi. Dạ. Cho nên là hôm nay trường mình tuy thế thôi cũng cứ cặm cụi làm những cái công việc mới cho, dạ, cho học sinh. Nằm trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, một trường đại học danh tiếng trong cả nước về khoa học cơ bản. Học sinh khối chuyên được đào tạo bởi đội ngũ nhà khoa học hàng đầu đất nước về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, trong đó có nhiều giáo sư nổi tiếng. Nhờ tận dụng chất xám của những nhà khoa học ở bậc đào tạo cao đã dẫn tới sự khác biệt trong phương thức giảng dạy và cách thức truyền đạt kiến thức. Khối lượng kiến thức trong chương trình đào tạo đã được nâng cao lên rất nhiều theo hướng vừa mở rộng kiến thức nền lại vừa chuyên sâu. Phương pháp tư duy và kỹ năng được đặc biệt quan tâm truyền dạy. Cũng bởi vậy mà tại đây, những học sinh được học ngoại ngữ theo một cách rất khác biệt và học khoa học bằng một cách chẳng giống với bất cứ môi trường nào. Trong cái thời đại toàn cầu hóa như này thì chúng ta thấy rằng là ngôn ngữ là một cái thứ rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà trao đổi chuyên môn ra thì các bạn là phải cần có một cái ngôn ngữ trôi chảy để mà trao đổi với công việc. Thế thì nhận thấy cái tầm quan trọng đó thì trường đã đưa cái môn tiếng Anh này vào được vài năm gần đây. Thế thì qua cái thời gian vừa rồi thì tôi thấy rằng là cái môn tiếng Anh cho các môn tự nhiên thì thấy là giúp ích được cho rất nhiều. Vì tiếng Anh khi mà học toán hoặc là bằng các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ấy, thì các em là lại tư duy được bằng hai thứ. Như các bạn biết được là ở bán cầu não trái thì là tư duy logic và bán cầu não phải thì là tư duy và ngôn ngữ. Và bằng cách tư duy hai cái như thế thì hai cái bán cầu nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Và như thế thì học toán sẽ tốt hơn. Và ngược trở lại thì nhờ toán, bởi vì cái ngôn ngữ của toán nó rất là trong sáng và rõ ràng lạch mạch, thì người ta lại có thể áp dụng ngược trở lại để mà học tiếng Anh nó một cách tốt hơn. Và đó là cái ý tưởng mà nhà trường rất là ủng hộ, để mà sau này không những học sinh mà các thầy cô giáo cũng phải học và trau dồi để mà trở thành những cái công dân toàn cầu. Đây là hình ảnh một buổi học thực hành vật lý chúng tôi đã ghi lại cách đây gần chục năm. Sự đầu tư cho các thiết bị giảng dạy không nhiều và cũng không quá hiện đại. Thế nhưng thầy và trò luôn tỏ ra hào hứng trong từng tiết học. Và cũng chỉ từ những giáo cụ trực quan rất đơn sơ như thế này, nhưng trí tuệ Việt Nam đã có thể sánh ngang tầm với thế giới và cùng nhau đứng trên bục vinh quang của tri thức. Như vậy, thêm một yếu tố giúp cho trường chuyên khoa học tự nhiên trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, đó là sự đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học. Học sinh khối chuyên không chỉ được tiếp thu kiến thức từ sách vở, mà còn từ những bài học thực hành phong phú và đa dạng. Những môn học tưởng chừng như khô khan, như toán, lý lại trở nên sinh động và thú vị hơn bao giờ hết đối với các em học sinh. Dạ thưa thầy, trong một cái ngôi trường mà có rất là nhiều những cái bạn học sinh rất là giỏi, vậy thì theo thầy cái vai trò định hướng cũng như là vai trò giảng dạy của người thầy thì mình thể hiện như thế nào ạ? Cái sự hấp dẫn của một nhà trường không phải là nhà cao cửa rộng mà là các người thầy tài ba và có đức độ. Cái điều là mình nghĩ là quan trọng nhất, bởi vì trường mình là một minh chứng. Thầy giáo ở trường mình rất giỏi. Đầu tiên là các thầy giáo ở đây đều nhà trường được chọn lựa từ những em ngày xưa đã được giải quốc gia quốc tế, huân chương bạc, huân chương vàng quốc tế, xong có trình độ tiến sĩ. Những cái đó nhà trường rất là chăm, và sau đó các em lại phải cùng với các thầy có kinh nghiệm học giỏi và dạy đội tuyển. Và nếu như ai mà đã từng tham gia dạy đội tuyển thì đấy là công việc rất khó, nó đang. Cho nên trường mình có những thầy giáo mong muốn của trẻ con, cho nên là trẻ con rất thích học. Điều thứ hai là khi mà người ta làm chuyên môn ấy, thì khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh nó không có, nó đùa vui và sự gắn kết ấy. Trẻ con ở đây học lẫn nhau, chứ ở nơi khác người ta nghĩ đến cái ký túc xá như một cái gì đó cổ ải, thì học sinh đấy, học sinh Hà Nội lại thích vào ký túc xá, bởi vì học sinh ở đấy lại gần gũi nhau, tức là sinh các tỉnh chơi nhau thân thiết và học cùng với nhau. Và ở đây không có một cái sự cạnh tranh, không có một sự cạnh tranh, nó không đẹp. Học sinh chỉ muốn là nhau tốt thôi, tạo mọi điều kiện.
ở trong trường chuyên mình nó có những cái những bà phụ huynh cổ tích ấy, tức là người ta chăm sóc không chỉ cho con mình mà người ta còn chăm cho con người khác. Thế mình phát hiện ra là nếu như nhà trường tạo môi trường thân thiện như vậy thì lúc đó mới nảy sinh ra rất nhiều yếu tố tốt. Bạn đến đây bạn thấy thì, học sinh các thầy đi qua toàn là các tiến sĩ, nhiều khi ở trường quốc gia rồi trường tự nhiên, ở trường mình thì rất là bình dị, và chính vì tạo thành một môi trường học sinh học rất giỏi. Dạ vâng. Đây là những hình ảnh của buổi lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh trung học phổ thông chuyên xuất sắc ngay trước thềm năm học mới 2014-2015. 9 gương mặt xuất sắc đạt giải chính thức trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế năm vừa qua đã đóng góp vào bảng vàng thành tích của học sinh khối chuyên khoa học tự nhiên cũng như khối trung học phổ thông chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi rất là quan tâm trong cái điều kiện là, thứ nhất là tất cả các em học sinh giỏi đấy thì đều được hỗ trợ học bổng. Thứ nhất là học bổng của Đại học Quốc gia, đấy, học bổng của các tổ chức doanh nghiệp, rồi các em có hoàn cảnh khó khăn thì được nhà trường hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng cái sự hỗ trợ lớn nhất ý, phải nói đấy là cái sự hy sinh vô bờ bến của các thầy cô, bởi vì dù giúp đỡ vật chất có bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể sánh được với những cái công sức tự tận tâm và lòng thương yêu của các thầy cô giáo thế hệ các trường chuyên dành cho các em học sinh. Phải nói là tất cả các thầy các cô hiểu từng hoàn cảnh đấy, từng tính cách, từng tức là năng lực của từng em một đấy, và chăm sóc cho các em từng ly từng tí, thì có như vậy thì các em có được thành công như ngày hôm nay. Những thành công rực rỡ của học sinh khối chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tại các đấu trường trí tuệ quốc tế, quốc gia đã góp phần đưa mái trường chuyên khoa học tự nhiên trở thành một trong số những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh các khối chuyên về khoa học tự nhiên, góp phần làm rạng danh cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam cũng như thực hiện sứ mệnh thu hút, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Thưa thầy, trong môi trường của mình thì đã có rất là nhiều những thế hệ học sinh đã đạt được những cái giải cao, giải quốc tế. Tuy nhiên là trong số những cái học sinh như vậy thì có khoảng bao nhiêu phần trăm là các bạn sẽ quay trở về để xây dựng trường cho cũng như là xây dựng quê hương đất nước ạ? Chỉ khẳng định một điều là tất cả học sinh của học sinh mình được tốt nghiệp ấy, thì thành đạt và luôn luôn nghĩ về đất nước. Chẳng hạn như hàng năm thì ví dụ như học sinh các anh chị thì thường là gửi về rồi tài liệu giúp đỡ các em học sinh và khuyến khích các em thành công. Thực ra định nghĩa cái sự yêu nước của mình một cách là toán học ấy. Tức là từ yêu môi trường của mình, từ yêu gia đình mình, từ yêu thầy giáo mình, yêu phong tục tập quán của mình, thì đấy là yêu đất nước. Và lớn lên trường, ví dụ trường mình nhá, các em chả có gì, bảo trường chuyên có cái gì, các em bảo chỉ có mỗi cổng mà cứ đi qua đó thành tiến sĩ, đấy là yêu nước của mình. Bởi vì chỉ có tài năng thì mới phụ hộ đất nước được nhiều. Thì quan điểm của trường mình là tất cả mọi thứ đều rất bình dị thôi, nó nhỏ thôi, nhưng trong toán học là nhiều cái nhỏ phải rất là lo. Dạ vâng, em xin được cảm ơn thầy và cũng nhân đây thì xin được kính chúc các thầy cô của mái trường chuyên khoa học tự nhiên sẽ có thật là nhiều sức khỏe và ngôi trường của chúng ta thì sẽ nuôi dưỡng được nhiều tài năng hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, khuôn viên ngôi trường hầu như không có quá nhiều thay đổi theo thời gian. Biết bao lớp học trò đã trưởng thành từ nơi ấy. Vẫn là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, là sự hồn nhiên vốn có của lứa tuổi ôm mai. Nhưng chính các em đã và đang chứng minh rằng một đất nước có thể nghèo về kinh tế, nhưng không bao giờ nghèo về tri thức. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng, những học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang cống hiến tài năng và tâm huyết của mình để xây dựng và phát triển đất nước, quê hương. Chúng tôi cũng xin được chúc cho những thế hệ tài năng của ngôi trường này sẽ tiếp tục tự tin và tỏa sáng hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức. Đến đây thì thời lượng của chương trình Hà Nội của chúng ta tuần này cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.